Rồi xin chào các bạn, mình quay trở lại đây. Mình sẽ xoay con dao xếp qua lên từ ta bắt đầu này. Ok. Nhanh thế nhỉ? Mình sẽ chờ phun gian này. Mình sẽ chơi Aerosion. Ok, lên luôn anh em. Sáng em toàn bắn đi ăn mấy cái này còn chê về đây này vẫn không thấy được vùng lộng. Đi trên ghế ghế
Bình tĩnh mà chơi. Cứ ơ á là đánh được. Đồng nhiên Sơn Tùng đánh được. Ôi dồi, đông quá. Làm tiếng nhạc Sơn Tùng lên. Muốn đi trả lòng anh Khánh. Để nó ra sai. Rồi mình sẽ đi nhận một chuyến hàng để thử. Lẹ lên nào anh em ơi. Máu hồi liên tục nhưng vẫn không ngủ. Tỉnh quá khỏe. Máu hồi không kịp luôn anh ạ. Nào nào nào. Sao là sao? Bơm trực tiếp vào ven. Bơm trực tiếp vào ven. Nhanh. Hết máu đến nơi rồi. Lái xe lối đó. Từng chết con nhà người ta. Chết rồi. Chết bây giờ. Gọi ra thêm con nữa cho chắc là. Nào 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 nào. Ôi. Chết rồi. Ôi thôi. Chết rồi anh em. Mà bắt con này sao. Máy bắt mình gọi kịp thời. Là mình đi lột đường rồi hay sao? Đi một đường vòng không chết hết đâu. Lên luôn. Tắt lên. Tắt rồi. Này mình tắt thấy rồi. Một cái nào. Lên mình phải dùng mấy trận kinh khác nữa. Bắn tên Archer of Fire. Archer of Fire. Mình chạy ra đường này. Không chạy ra đường kia. Đường kia nhắc hay đủ. Rất hay là gặp sát. Em là không hiểu các kiểu con đào nhiều. Máu hồi liên tục nhưng vẫn không được. Một thằng kia. Đó, lịch. Nhà này chắc toàn đến nơi rồi. Công an rồi. Nào. Nhà địch sắp toàn. Ok. Bị trúng rồi. Darwin. Nhưng mà bắt được là sẽ xong luôn đơn hàng này. Mất cuồng, mất bao nhiêu công sức. Rồi, phải là đã chạy thoát được. Bot quấy. Thế mà trên ngào gì á hả Khánh ơi? Để giao hàng đâu. Chơi sao? Khi sao mình sợ nguy hiểm. À đây rồi. Để giao hàng. Giao hàng đây rồi. Em có biết đâu. Ở hướng dẫn anh chơi gì mà. Hướng dẫn ấy. Ừ. Gì đó. Rồi cái cắm vào cái cứt này. Cắm á.
Cấp bậc kia. Đúng rồi. Cấp bậc kia. Cái cú ấy đấy. Đúng rồi. Đúng Anh khánh bay bốn cái này rồi đúng không? Bán không? Để sát làm gì mà đỡ bán cái gì? Ok. Các bạn vừa vào lúc nào cũng vẹo như đâu anh em ạ. Sẽ phân bốn con. Chạy mau. Mình nhỏ nhưng mà mình đông nha. Nhỏ nhưng mà không có. Ok. Ok, thế là mình đã thắng. Giờ đã thoát được khỏi mấy thằng cảnh sát. Tiếp tục đi tìm đơn hàng mới để giao nè. Không, giờ mình chuyển sang đi bắt tội phạm này. Chuyển nghề nào. Ok, mình cũng gửi video ở đây luôn. Xin chào. Đối tượng cần truy bắt ở đâu?